một dòng Việt Nam. Tiếng trống trường còn vang vọng đâu đây, nhắc lại một thời ta đã sống. Hoài niệm cũ vẫn ngân dài vang vọng, cánh phượng năm nào bừng nỗi nhớ trong tim. Từ buổi khởi đầu đã sắp 40 năm, dẫu xa đấy nhưng nay nhìn gần lắm. Bởi chúng ta luôn chắt chiu trong sâu thẳm, giây phút bên nhau chung một tiếng trống trường. Nay bọn mình đã về với đời thường, ký ức xa xăm luôn hiện về rất rõ. Kỷ niệm xưa vẫn đong đầy nỗi nhớ, nghĩa thủy chung nở rộ những nụ cười. Tuổi xế chiều ta luôn sống vui tươi, xích lại gần nhau cho tuổi đời trẻ lại. Lên ông lên bà, tóc chuyển màu rồi đấy, lại vô tư như cái thuở ban đầu. Các bạn ơi, đất nước mình đẹp lắm, với những trang sử hào hùng lắm. Bao danh lam thắng cảnh tuyệt mỹ, bao di tích lịch sử với nhiều quê hương của các thi hào nhân kiệt. Đặc biệt là vùng quê Tây Bắc thân yêu, nơi ghi dấu bước chân son một thời chúng ta công tác. Tất cả đang mời gọi chúng ta lên đường. Trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi, gió cuốn đi cho mây qua dòng sông. Ngày vừa lên hay đêm có một tiếng cười để ngậm ngùi theo lá bay, rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi. Em biết không?
Hãy subscribe.